Everybody gonna the beach today and the best someday you got out on your face. Quay rồi gì? Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình đã quay trở lại với một cái video, đó là các cái món phụ kiện dưới 1 triệu đồng mà mình thấy khá hay và độc đáo. Thực ra là cái này nó chỉ dưới 600k thôi. Ở đây mình có 3 món. Thứ nhất đó chính là cái sạc không dây hình cái đĩa than. Lần trước mình đã từng đi Nhật mua một cái sạc không dây là hình cái Star Wars, cái con tàu Falcon không đọc được. Thứ hai là mình đang có ở đây một cái pin sạc dự phòng, nhìn rất là hầm hố, trông giống như là một quả bom, trông giống như là một cái vali két sắt đựng rất là cool ngầu, và nó đi kèm một cái bao da nữa. Và thứ ba là một chiếc tay cầm Logitech đi kèm với rất nhiều kỷ niệm của mình. Nếu bạn nào muốn biết ngày xưa mình từng trộm cắp vặt như thế nào, hai ngón là sao, các bạn hãy theo dõi video này nhé. Rồi, đầu tiên là mình sẽ nói qua giá bán. Cái đĩa sạc không dây này của mình đang bán là giá là 320k. Cái sạc dự phòng Remax là 350k. Và cuối cùng là tay cầm này là có giá 590k. Làm thế nào để mua được thì mình sẽ để link mô tả dưới. Có 3 đường link mà khi các bạn bấm vào thì nó nhảy ra một cái trang chat Messenger. Các bạn sẽ chat với lại fanpage PKP để có thể mua hàng. Các sản phẩm này sẽ được bán online ở trên cái Messenger của PKP mà thôi. Và sản phẩm cả 3 món đều là chính hãng, được bảo hành yên tâm. Mọi người đấy, yên tâm về nguồn xuất xứ các thứ. Bây giờ ta sẽ review là tại sao nên mua cái này. Đầu tiên thì sẽ đến với cái tay cầm này. Tay cầm này chia sẻ mọi người là nó đã có vài năm tuổi rồi. Một cái tay cầm Logitech khá là cũ và cổ điển. Ý nói là model ấy, chứ không phải là bọn mình bán hàng cũ. Nó là hàng mới nha các bạn. Sản phẩm này thì hồi xưa mình có làm ở một cửa hàng A. Thì hồi đó là mới có tính năng USB OTG của điện thoại. Tức nghĩa là các bạn có thể dùng cái USB cắm vào với lại cái điện thoại chúng ta để mà kết nối, có thể chơi game, điều khiển các thứ ấy. Thì cái tay cầm này hồi đó là mình với lại một nhân vật tên là Đinh Văn Nam thì có review. Thế sau rồi đến cái lúc mà mình nghỉ thì mình có chôm luôn cái tay cầm này về. Tay cầm Bluetooth điện thoại mình chôm về, sau đó là mình chơi PES rồi đá các kiểu một thời gian. Mãi về sau nó bị hình như bị liệt một cái phím Y hay là phím X nào đấy. Cái tay này hồi đó 1,2 triệu bên Hà Nội Computer, bây giờ thì nó chỉ còn 590k. Anh em nhớ truy cập vào link bên dưới mà mua, cũng hàng chính hãng anh em yên tâm. Tay này có một độ trâu chó khinh khủng khiếp luôn, nó rất là bền đó mọi người, đập phá ném các kiểu siêu bền. Nhưng mà có điểm yếu là cái phần bên dưới này này, cái này bị trầy xước rất là kinh luôn. Cứ sau một thời gian là nó bị trầy xước răm các thứ, vết của nó hòm sâu bởi vì nó có loại cao su mềm 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 ấy. Ở đây thì các bạn sẽ tháo ra, nó sử dụng hai cục pin, có adapter để có thể kết nối với lại cả điện thoại hay là kể cả là laptop, các bạn cứ cắm vào cổng USB OTG là chạy được hết nhá. Rồi, đây thì có công tắc để mà sử dụng kết nối này. Các cái phím RL thứ là sử dụng một cách ngon lành cành đào. Các phím này phải có một điểm yếu, đó là hơi cứng. Đặc biệt là các phím này mình bấm chơi game một thời gian là rất đau tay luôn. Nhưng mà nó có một điểm cộng là giúp cho chúng ta là tránh bị nghiện game và chơi game quá nhiều. Bạn chơi tầm khoảng 30 phút thôi là tay bạn đau, đừng hỏi. Còn cái phím di chuyển thì bình thường không vấn đề gì. Tay Logitech này là nhìn chung là khá ổn. Những bạn nào mà hay chơi PES ở nhà, mình biết các bạn hay mua các loại tay cầm PES 4 lởm ấy mà lại cắm dây USB ấy, có tầm khoảng là 120 một đôi về chơi ấy. Thì cái này mình nghĩ là các bạn sử dụng lâu dài thì rất là đáng mua cho mọi người. Nói chung là mình thấy rằng là cái này không biết chơi lâu dài nó có mềm hay không, nhưng cái của mình thì chơi lúc bây giờ nó cũng chưa hỏng mà chưa thấy mềm. Build của nó là quá cứng và cực kỳ bền. Và bên cạnh đấy nữa, về tính năng có hỗ trợ rung với một số game cháy nổ đối kháng nhưng hơi yếu, trải nghiệm nó không thực sự đã. Tóm lại, tay cầm này siêu bền, trâu chó, 590k, các bạn có thể mua về sử dụng thay cho mấy cái loại tay lởm lởm, kết nối với cả điện thoại laptop ngon lành cành đào luôn. Nhưng như mình đã nói là các phím bấm hơi cứng mà đau tay. Rồi, đi đến cái món tiếp theo, đó là đĩa sạc không dây. Đĩa sạc không dây hình cái đĩa giống như kiểu là đĩa than. Sản phẩm này của Remax, và cái quan trọng là cái nguồn sạc của nó lên tới là 10W. Thiết kế của sản phẩm này thì thứ nhất là các bạn thấy là bên trên nó được làm giống như kiểu là cao su ấy. Vì thế mình khi đặt điện thoại lên thì nó không sợ bị trơn trượt hay không sợ bị rơi rớt ra. Bạn thấy như này, mình để lên đây thì các bạn hơi chéo một chút nó không sao hết. Và các bạn để trên bàn thì mình nhìn thấy là nó không bị ảnh hưởng đến việc là sẽ làm trầy xước cái mặt lưng của chúng ta hay là bị tác động quá nhiều. Cái này thì không chỉ để sạc điện, các bạn có thể để trên bàn làm như một cái món vật phẩm để mà trang trí. Thông số sạc nó lên đến 10W, như nhà xuất công bố thì khoảng cách cảm biến là 8mm. Đem lại cảm biến nhanh, nhạy, an toàn, cấu tạo tỉ mỉ với sạc tuần chi. Rất là sản phẩm này có khả năng chống quá dòng, quá tải, đoạn mạch và nhiệt độ cao. Mức giá chỉ là 320k cho một cái sạc không dây 10W. Và mình nghĩ đây là mức giá rất là phù hợp, các bạn có thể mua. Bên cạnh một thiết kế đẹp, sản phẩm cũng là chính hãng, anh em nhớ truy cập vào link bên dưới để đặt mua trên fanpage của PKP nhé. Các sản phẩm này thì các bạn chỉ cần chat với lại cái Messenger là có thể tự động đặt hàng các thứ cho mọi người luôn.
Rồi cái cuối cùng mà mình muốn đem các bạn đó là một cái sạc dự phòng cầm trên tay khá là nặng, nó có một cái thiết kế cũng đẹp, hầm hố giống kiểu của quân đội. Và các bạn thấy là nhìn mặt trước của nó là có những cái hiệu ứng rồi những cái thiết kế rất là bắt mắt, thậm chí là cái túi đi kèm của nó cũng không hề rẻ tiền một chút nào. Đây, đấy, nó sẽ có một túi đeo trông rất là đẹp, rất là hay đúng không? Rất là xịn. Vậy thì cái sạc dự phòng này có giá bao nhiêu? Vâng, riêng sạc dự phòng này có giá chỉ là 350k, không hề cao. Đấy là cái dung lượng 10.000 mAh. Đây là sạc dự phòng quân đội RPP79, thiết kế của nó nhưng mà chỉ trông như vậy chứ không phải là tiêu chuẩn quân đội nhá. Thông số của nó là hai cổng USB cùng nguồn ra lên tới 2.1A. Nó cho tốc độ sạc khá nhanh, tỷ lệ chuyển đổi cao, thế là người dùng tiết kiệm được nhiều thời gian. Bạn sẽ không cần phải đắn đo quá nhiều khi lựa chọn cái sạc dự phòng này với mức giá 350k. Dung lượng 10.000, thiết kế nhỏ gọn và các bạn thấy là có hai cổng ra hai bên, nhìn rất là ngầu. Nó là một cái món đồ vừa đẹp, vừa độc và vừa hay. Như vậy qua video này mình giới thiệu các bạn những cái món phụ kiện dưới 600k mà bọn mình đã sắm được và hiện tại trên fanpage PKP đang bán. Thì những sản phẩm này thì đâu ra? Những sản phẩm này là do bên đơn vị Ecomobi, là một đơn vị hiện tại đang có một phương pháp bán hàng rất là hay, là bán thông qua các fanpage và các bạn sử dụng con chat AI, nó sẽ chat trả lời chatbot nhận các thông tin các bạn và đặt hàng giao hàng. Thì PKP sẽ là trung gian để các bạn giới thiệu các sản phẩm này, các bạn mua tất cả sản phẩm đều là chính hãng và đều đã được giảm giá so với giá gốc, các bạn mua được cái mức giá tốt nhất. Thì hy vọng qua video này anh em đã tìm ra một số món phụ kiện hay. Ê, nhưng mà cái hay của Ecomobi này ấy, là sản phẩm nào các bạn chọn đều được giảm giá luôn. Đây là do ba món mình thấy hay thì mình giới thiệu cho các bạn thôi. Chứ còn các bạn nếu những món nào mà các bạn thấy hay mà các bạn muốn mua, các bạn comment nhé. Những cái bạn nào mà nổi bật nhất mình sẽ lấy cái đấy để xin bên Ecomobi giảm giá cho các bạn và sẽ bán cho mọi người. Hẹn lại các bạn các video lần sau. Đây, quả tay cầm huyền thoại một thời đi làm thêm hai ngón. Mang về. Linh tê nhất chỉ lực tiểu phụng.